con ngủ mà con thấy con ta kêu con, kêu con đi về cái chùa ở giữa đồng mà hư sụp vậy đó, mà có cái kinh sáng múc đi vô vậy nè, kêu con ở đó tu đi, yên tĩnh lắm, tu đi con, ngồi đắc đạo đó con. Cái kể cho ông sư phụ ơi, bên Mỹ Sương nghe thì ông sư phụ nói rồi à, Châu này em tính phản tôi à, giờ đầu đi à, thế nó không, con có phản thầy, tu mà phản thầy là tội đó. Mà sao cái gì con ngủ ban đêm kêu con hoài, con cũng biết nữa, con mới kể cho thầy nghe. Mà sao mà kêu mà đút cho 3 tháng trường, mà cho thấy cái cảnh luôn nha. Cái cô mới nói cái điều gì kỳ, biết kể cho thầy mình nghe, cái ông nói mình phản ổng không à, nói nhỏ này phản tôi rồi. Vợ nó đầu đi lãnh chùa, cái nó không có đâu thầy, con thề đó, con có phản thầy, mà sao kêu con hoài. Cái con mới thôi bỏ, thì xong tự nhiên cái bên cái hội phụ nữ ở xã của mình ở đây nè, cái nói bây giờ cái chùa này ông hai ông già rồi, mà bà vừa kế chân á, bây giờ thôi để coi vị nào được được cái mình đem về. Cái xong cái mấy vị hội phụ nữ á mới thích cô, cái mới chỉ cô, chỉ cô đi vô đây nha, nó có ông hai mà ông già ông bệnh giữa đồng á cô, cô về đó cô ở tu với ổng đi, mày nuôi ông tội nghiệp ông khổ lắm. Cái cô nghe nói vậy cái cô cũng đi về, cái cô đi về lúc đó đi ngay chân ở một nước nó bơi cái xuồng vô, thế mới gặp cái cảnh vậy nè. Cái mới nói nha, ông hai nó đang quay mà con không biết pháp danh ông, con kêu ông bằng ông sư cái ông cho. Ông nói thôi cô kêu tôi bằng ông hai á, cô thứ hai, nói kêu tôi bằng ông hai được rồi, tôi cái tuổi đạo nhỏ hơn cô, cô đừng kêu tôi bằng ông sư tội chết. Cái nói vậy hả, thôi con kính ông, con kêu ông bằng ông sư để không sao đâu. Cái nói ông sư, ông sư, con có người địa chỉ con về đây nè, để trợ duyên với ông, nuôi ông trong cái tuổi già, cô đâu có tính cô ở đây, cô có tính rồi con trợ duyên con nuôi cho ông hết bệnh, rồi con dẫn ông đi về chùa thầy cô ở. Ông ơi, ở đây có mình khổ lắm, coi là Phật đi. Cái kêu ông đi, cái cô mới rước ông về chùa, cô ông không đi. Ông mới nói ở đâu quen đó rồi, đúng rồi. Tôi không có đi về chùa cô. Cái nói ông cũng đi rồi giờ phải làm sao, cái cô phải đi về bển cô xin thầy. Nói thầy cho con về con ở cô nuôi, mà ông hai ở giữa đồng đó, ông tu mà con kêu ông là gọi gọi con xương mà ông khổ lắm, muốn con mà con nó không có lo, con nó có cái nhà riêng nó ở ngoài nhà, bỏ ông trong đây có mình. Cái con mới về xin ông thầy bển kia qua đây ở với ông, cái nuôi ông, hứa rằng đó là chừng nào ông hết bệnh con mới về. Con đâu nghĩ ở đây đâu, chỉ là nghĩ giúp con hai cháu hết thôi, hết bệnh thôi. Xong cái con thấy rồi nha, cái nuôi ông hết bệnh rồi, cái con mới nói với ông, nói ông bây giờ hôm nay con nuôi ông giúp bệnh rồi, thôi con giao lại cho bạn hai, rồi con đi về chùa con nghe, có dịp nào á ông hết ông bệnh nữa ông qua. Cái xong cái ra ngoại cô mới nói với, lúc đó ông ba Quyền á còn sống đó, thì ông mới nói với ông ba, nói với ông ba ơi, hôm nay hôm nay hết bệnh rồi, cô ba phải vô có chữ có đủ cô ba nói, bà nói rằng qua con nói vô đây nuôi giùm ông hai cho hết bệnh, các con không ở đây đâu mà cô ba phải chữ quá rồi. Cái ông ba là ông ba Quyền á, ông mới nói về, ông mới nói thôi không có nói, cái đó là cái duyên của cô, thôi cô chở về chồng cô ở đi. Rồi con bé ba nó có nói gì để tôi vô tôi giải quyết con bé ba nghe. Cái con nói không còn được, cô chở con tối ngày sao ở được, cô đuổi con đi. Thì ông ba ông nói bây giờ trở về đây, mời tôi vô tôi giải quyết với ba cho cô ở đó, cô tu với ông hai. Cái này là tôi nghĩ là cũng như cái nhân duyên rồi đó. Cái ông ba mới không cho cô đi, ông ba mới nói là cô ơi cô, thôi cô ở đây đi nha, cô giải quyết với ba cho cô ở cô tu luôn. Cúng chứ bây giờ cô mà bỏ ông hai cũng đi đâu có ai đâu, đâu mà chăm thần. Cái xong cũng ngồi tôi suy nghĩ hoài, cô mới suy nghĩ, cái cô mới nói không được, đi phải đi, giá nào cũng phải đi, mình ở đây cô ba bố quậy má chửi má đầu giết luôn á. Mà cô ba là cái gì của chùa này? Con cũng của mấy ông hai, là con cũng của ông sư đó, ông sư sau này đó. Ủa kỳ vậy? Cái cô mới sợ quá, cái cô mới đi, cô trốn đó.
chú cô đi về bên chùa của cô. Cái cô nói nếu mà nói thì ông ba cũng đâu cho cô đi, cái ông sư đây cũng không cho cô đi, cô trốn cô đi. Cái cô xếp đồ nhỏ hết cô đi về bên chùa cô. Thì xong cô đi rồi về bến cái bắt đầu mình biết làm sao mà cô chở về đây ngủ không được, cô bệnh. Bệnh mà ăn gì cũng được hết, về bến cái cô nằm cô thở lên không. Giống như là còn hơn bệnh đi nữa. Nó mệt. Mệt quá cái cô thở lên cái cô mới nói trời ơi sao mà mình đi về bển mình ở có mấy bữa mà mình bị bệnh tim. Cái cô mới đi về bên Cao Lãnh cô khám bệnh. Nói đi khám mà tim. Cô đi đo điện tim thì ông bác sĩ ông mới nói bình thường. Cô đâu có bệnh tim đâu. Tôi nói không, tôi bệnh tim tôi mệt lắm, mấy bữa gài mà không có được chú ơi. Thở lên không mà không ăn uống gì trơn á, nhờ chú khám cái tim, anh chị cái tim. Ông bác sĩ ông nói trời ơi nè bà coi cái giấy nè, tôi đo điện tim cho cô là không có bệnh gì trơn, không có tim, không có mạch hết trơn á. Cái thôi xách cái giấy đi về chùa mà đi về chùa có thầy mình bển nha, chứ không phải về đây à. Cái đau nữa. Cái nằm hoài chứ mà ăn gì được chứ, đau thêm thiết cũng thiết hoài, cái nó lý do thì cái tự cô suy nghĩ. Cô mới nói như rồi à, chắc mấy ông tôi cái bển quở tôi chứ gì, thôi để cô chở về bên đây. Chở về đặng cô giải nguyện. Cô mới về đây cô mới nói thôi chư thần chư vị thầy đổ ở đây. Thôi cho tôi đi nghe, đừng có theo mà bỏ phạt nữa. Cho tôi khỏe mạnh lại như xưa đi, không lại với ngài. Tôi không có ở đây bị gì. Con của ông sư quậy tôi quá, không có duyên. Tôi cũng mở không có được. Cái xong cái cô về, cô lại cô ở đây ngày, cô lại cô cũng nguyện xin. Vậy mà không được đó. Cái cô đi về bển nữa. Thì nhờ cái chú bà tử chở về bển đi đâu nữa. Cô đâu biết, nằm hoài luôn. Tao không có đi mặn ăn gì đâu, nằm hoài. Cuối cùng mà về tới đây thì cô... Cái xong cái... thầy của cô đó ông mới nói rồi à, qua bệnh thì nó nhiễm bệnh nè, cái gì ở đấy nằm dạ, cái nó không có ngày hôm nay cái việc đó mà ăn áo bây giờ biết mệt không, mà đi bác sĩ khám thì ông bác sĩ ông nói không có, cô đo điện tim cô không có bệnh tim, giờ con không biết làm sao giờ. Cái ông thầy ông mới nói thôi đi phố đi, kêu cô đi phố khám bệnh nữa, đi tới thành phố khám làm cho ông thầy ông vui lòng. Nói là rồi thì thầy kêu cô đi phố khám mà cũng đi luôn, đi luôn tới phố với bệnh viện luôn á. Cái khám bệnh sĩ nó nói không có tim, cái hỏi trong mình có sao, cái tôi nói tôi mệt không à. Bây giờ thôi bác sĩ chạy đi điện tim lo tim đi, thì tới thành phố đó ông thầy cô mới bó tay đó, ông không kêu đi đâu cũng hết, trở về cái xong cái cô mới lấy hai bộ đồ mới trở về đây, cái cầu nguyện cho tất ba đêm. Cái thầy cô nói là ông bỏ mình cầu nguyện đêm bữa nay thôi, tao không lên bữa nay về qua mình cầu nguyện ba đêm đi, chắc là đi bên đây quở mình rồi. Cái cô lấy về bộ đồ về cô ở ba đêm cô nguyện hết trơn bệnh luôn, hết bệnh mà cô ở đây cái đi phê mà ăn bệnh cũng như không bệnh gì hết trơn, khiến cô về đó. Cái tôi biết sao không, cô cái chỗ đó mà mấy làm gì ở. Vậy là cô ở chùa này là cô được bao nhiêu năm cô? Bao nhiêu lâu rồi cô? Lúc cô về là 2008. 2008. À là nhâm, hồi nãy là không phải nhâm tí, cái này là mậu. Mậu tí năm 2008. Có để trên cái bản đó. Là trùng tu lại. Nhưng mà là cái đời của ông cò, ông cò con xong rồi tới mấy cái đời của ông này hả mẹ? Này ông giữ chùa sao này? Coi như mấy đời? Một ông sư kia rồi. Có nghĩa là đời của ông con trước. Đời ông con trước xong rồi mới tới đời của ông nữa. Ông nữa là kêu cái một hồi này là kêu ông chặt gì đó. Rồi tới cái đời ông này. Xong cái tới cái đời ông mấy đời một ông nữa. À là ra ba đời. Mấy đời. Rồi xong cái mấy qua cái đời cái ông kia nữa. Cái này là do dân tự phát lên đưa lên để mà về đây cho coi chừng chùa vậy đó, hay là tự mới đầu thì mấy cô mọi phụ nữ. Xong cái mới về đây nè, cô mới kể tin hồi nãy đó. Cái xong cô mới xong cái nhiệm vụ rồi cô mới giao lại đó là cái ông Ba Quyền á. Rồi ông mới kêu con trở về đây nè. Dạ, là tới giờ luôn. Dạ. Cái cô cũng không chịu, cô nói ở thì con không chịu. Ở đây tu nó thành tựu. Nhưng mà con cái là con của ông sư nó quậy con. Dạ. Bà vô nha, bà nói với bà đi nha. Kêu hội đem vô giết bà luôn. Bà không cô vậy đó.